có hai màn hình. Màn hình trước là 1.4 inch, màn hình sau của nó là 2 inch. Đó, quay được 5K, có độ quay màn góc rộng 1.70 độ nè, có khả năng zoom lên 4x nè, và chịu được nước 30m, kết nối wifi. Ôi, nó hiện lên luôn nè. Nếu mà mình quay nè, như Tuấn quay là 108-30 frame nè, thì nó quay là được tổng cộng 12 tiếng. Hôm nay trời may dữ lắm nha. Trời may không có mưa, nhưng mà có điều mà tối giờ mưa. Do hoàn lưu bão số 2 đó, tối giờ mưa. Nên nay giờ cũng mưa dữ lắm. Hết mưa rồi. Đó. Đang trên đường đi làm, mình quay thử cái test cái camera cho mọi người luôn để đăng lên cái clip luôn chung cho mọi người coi dễ quyết định hơn. Rồi, hôm nay Tuấn nhận hàng của bên linh kiện RC ha, đó, review cho shop luôn. Tuấn nhận được cái camera hành trình là Ausit Action Cam S81. Đó, Tuấn có mua kèm là một cái dây đai đeo trước ngực nè. Dây đai đeo trước ngực. Cái này là cái dây đai đeo đầu đó. Cái này là cái màu chữ Z để gắn lên cái đai trước ngực này. À, gắn lên đai trước ngực này thì mình gắn cái action cam lên mới được nha. Cái này là cái phao. Phao này thì khi nào Tuấn đi biển á, đi biển hoặc là đi hồ bơi á, mình lặn xuống á, thì mình sẽ gắn cái phao này vô cho nó không có bị gớt trôi chìm cái máy xuống dưới hồ nước á. Cái phao này thì có mấy chục ngàn, có 30 ngàn, rẻ. Nói chung cái shop này bán hàng cũng tương đối rẻ. Những cái phụ kiện này, cái này là cũng là 100 nè, này cũng là 40, này cái phao này 30, cái mao này thì cho thêm không tính tiền, riêng cái máy là mắc nhất. Cái máy, nói chung là cái máy là mấy bạn lên cái trang linh kiện RC xem. Tuấn cũng có nhận được cái phiếu bảo hành nữa, cái phiếu bảo hành đó, bảo hành 12 tháng cũng ok. Rồi bây giờ Tuấn khui cái hộp này ra nha, mình đập hộp cái hộp linh kiện này ra nha, xem hộp này có cái gì nha. Thường Tuấn mua rồi Tuấn ít khi quay lắm. Mà tại Tuấn thấy cái có nhiều bạn cũng quay về cái clip này. Tuấn trước khi mua Tuấn cũng xem trên YouTube, nên Tuấn cũng quay lại, Tuấn cũng đăng lên YouTube luôn. Kệ mình quay mình. Về sau Tuấn sẽ sử dụng cái máy này để Tuấn quay khá là nhiều, nên Tuấn quay lại cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình cùng mở cái hộp Action Cam Asus 8S81 này ra nha. Rồi đây, mở cái máy ra. Wow. Máy này á, nè, nãy quên cho mọi người coi máy này nè. Có hai màn hình. Màn hình trước là 1.4 inch, màn hình sau của nó là 2 inch. Đó, quay được 5K, có độ quay màn góc rộng 170 độ nè, có khả năng zoom lên 4x nè, và chịu được nước 30m, kết nối wifi. Đó, quay được tới 5K 30 frame nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra, thì ở trong á nó sẽ có một cái hộp nữa, cái hộp như thế này. Hộp cứng chắc lắm nha, ok nha, cái hộp này khá là cứng chắc, ok nha. Wow, đầy đủ chưa? Ok, đây nhân vật chính của ngày hôm nay, Ausit Action Cam. Wow, còn cả cái ô này nó có cái kiến thôi. Đây màn hình trước, bây giờ mình mở ra. Cái này là cái ốp để chống nước của nó. Gì đây? Ok, nó có cái đồ hít nha. Wow, em cam của chúng ta đây. Nói chung là Tuấn xem trên YouTube rồi, Tuấn xem cách sử dụng con máy này rồi. Đây có nút nguồn nè, mình mở này. Ô, nhanh lắm nha, không có hãy nhớ. Biết sao nó mờ không? Nó mờ là chưa lột đây nè. Bóc cái siêu này ra. Trước tiên mình bóc cái siêu này trước đi nè.
Thôi không bóc siêu này nó vẫn đẹp nha. Thôi để nó đi, không bóc. Đây là chụp hình. Đấy. Giờ tôi bóc trước cái siêu này ra nè. Đó, gõ chưa? Góc quay rất là rộng nha. Đây. Chiếu cho mọi người xem nha, góc quay cực kỳ rộng luôn nha. Đó. Góc quay cực kỳ rộng luôn nha. Wow. Bóc luôn cái này luôn nha. Ô trời. Cưng quá à, không nỡ bóc, thôi để đi. Để xài. Mình vuốt qua, vuốt qua nha. Vuốt qua là nó thành chụp, vuốt qua là nó thành quay. Ví dụ quay nè, em bật bình thường nè. Mình chọn cái tỷ lệ của nó. Em chọn tỷ lệ dưới đây chọn 5K dữ vậy. Tuấn Hường, Tuấn quay 1080 thôi. 1080 30 frame thôi. Ghi bù sáng khỏi ghi âm bật này. Tuấn quên em cái hãy nhớ rồi. Một chút nữa Tuấn sẽ quay cho mọi người coi. Hãy nhớ thì Tuấn không có mua bên linh kiện RC, mà Tuấn mua ở một chỗ khác. Chút nữa Tuấn sẽ quay cho mọi người xem cái hãy nhớ. Hãy nhớ thì với những cái action cam như thế này á, người ta khuyên nó phải mua hãy nhớ là cái loại mà nó ít nhất là phải có là Extreme Raw á, ít nhất là nó có trên cái hẻ nó có ghi là xài được cho 4K. Đấy, nó chỉ qua màn hình trước này. Thì khi mà mình kết nối cái màn hình trước như thế này á, mình xem nó mình sẽ quay lại được. Đó, mình sẽ quay lại, mình sẽ selfie được á. Ý là mình sẽ selfie được á. Chứ mình gỡ mấy miếng này ra đi. Gỡ ra mình sẽ thấy nó rõ nét hơn. Bóc ra nó sẽ thấy nó gọn nét hơn. Đấy. Wow, cực kỳ đẹp nha. Rồi bây giờ Tuấn sẽ chiếu sơ những cái kia. Còn những cái chức năng này Tuấn thấy nhiều bạn review lắm rồi, Tuấn cũng không review sâu vô những chức năng này đâu. Cái này là cái đồ chống nước của nó. Chống nước. Dưới đây này nó có cái cây để mình bắt lên trên cái đai đeo này của mình đó. Dây thì nó cho hai cộng, một cộng là dây để sạc, một cộng cái đầu tai si. Ủa cái này có tai si không? USB đây. Tai si chắc đây. Này đâu có dừa. Một cầm này làm gì? Nó mờ rồi nè. Nó mờ rồi, không đụng nó thử xem nó tắt không. Cục này thì tôi nghĩ là chắc nó để cho cái cục này. Cục này là cái đốc sạc. À, ô cái đốc sạc nó sẽ cho cục này. Vui vậy. Cộng này không vừa. Ô lạ men. Ô nó cho cũng nhiều lắm đó. Nó cho cái đốc sạc nè. Đốc sạc. Rồi cho cái cọng dây, mà cọng dây không vừa. Cái này là để gắn lên ghi đông xe đạp, xe máy, thấy không? Cái này cái mao đầu nối. Cái này là một viên pin nữa của nó. Trong máy có một viên pin, nó cho thì một viên pin là hai viên. Viên pin này là 1350 mAh.
Cái này cũng là cái mao mà gắn lên thì nó sẽ khác với cái mao chữ Z hồi nãy của mình. Cái mao chữ Z nãy thì nó dài hơn, cái mao này thì nó nhỏ hơn. Đây. Cái này là cái cây gắn cái mao. Đây, cây gắn cái mao. Giống như này. Cây gắn cái mao vào. Chút nó sẽ xử lý tiếp đến cục sạc này. Này vui quá. Cho cục sạc thật lạ. Cho cục sạc rất là lạ. Cái này nè, là Tuấn nghĩ này là cái cổng Type-C nè. Cái cổng này là cái cổng out, HDMI out. HDMI out. Thì nó liên quan HDMI thì cổng này cổng Type-C là gắn ở đây là đúng rồi nè. Đây cổng này mới là cổng Type-C xịn nè. Tính năng của cổng Type-C xịn luôn nè. Tuấn gắn cho mọi người xem nè. Gắn phát ăn luôn nè. Đó, tay xì xịn nó là như thế này. Gắn phát là chính luôn. Đó. Còn cọng này cọng dởm. Thôi nói chung là cái cọng người ta cho heo thì lúc nào nó cũng bình thường thôi. Ờ, nó tối màn hình lại nè mọi người. Sau một cái nó tối màn hình lại, mình bấm vào thì kia mà tại Tuấn chọn là không tắt nên nó không tắt thôi. À đây Tuấn chọn lại. Đúng rồi. Tuấn chưa cho phép nó tắt mà sao nó tắt được. Tí nữa Tuấn lấy cái hãy nhớ Tuấn gắn vào và Tuấn quay cụ thể cho mọi người coi. À, cái này Tuấn có mua cái hãy nhớ, Tuấn với Tuấn chỉ mọi người mua cái hãy nhớ luôn. Mình điều khiển bằng nút cũng được, điều khiển bằng này cũng được. Đó, nó không có dữ liệu, nó không có chụp được. Cái gì không có hãy nhớ thấy không? Cái đốc sạc. À, cái đốc sạc này nó có hai đầu, đây nè. Đây. Cái đốc sạc nó có hai đầu, đây. Quay cho mọi người xem, cái đầu này là để gắn cọng này vô để sạc nè. Ở đâu rồi? À đúng rồi, đây nè. Đây nè, gắn vô là để sạc đây nè. Ờ à, đấy, gắn vô. Còn cái đầu này là đầu cũ rồi. Thử nha, thử coi có điện không nha. Để thử có điện không. Quay cho mọi người xem. Chứng tỏ nó có điện nha. Đây nha mọi người. Đấy, nó cháy hai cái đèn lên nè. Rồi, cái đó là cái cục sạc. Cái này là cái mao để gắn vô ha. Gắn vô như thế này nè. Gắn vào. Rồi muốn quay gì đó thì mình cài vô. Tùy cái lúc mình quay, mình muốn quay cái gì thì mình cài vô. Ừ. Rồi tiếp. Cái này là để gắn vô cái nón bảo hiểm. Gắn vô cái nón bảo hiểm. Gắn vô cái nón bảo hiểm. Nè, mở cho mọi người xem. Nó cong cong, cái đế này nó cong cong. Thấy không, hai người thấy không, nó cong cong thấy không. Nó cong cong nè. Cái này cũng vậy, cong cong nè. Cái này phẳng nè. Cái này phẳng nè. Cái này cong nè. À, mình dán ba em vô. Người ta có cho mình ba em, cái này ba em, xong có chữ ba em luôn. À, không thấy chữ ba em à. Tuấn này không có xài cho nó bảo hiểm đâu. Tuấn gắn trên ô tô với lại gắn trên ngực, gắn trên đầu. Không có xài nó bảo hiểm, Tuấn ít khi xài cái này, cất đây. Rồi, này gắn ghi đông xe đạp, nãy nói rồi. Gắn ghi đông, ghi vô ghi đông xe đạp. Ừ. Vô ghi đông xong rồi cài nó lên, đây cài cái đầu này lên. Dễ tưởng tượng nha mà. Cục pin. Thích nhất là cái này. Cái này á là nó điều khiển với cái kia. Đây. Ủa, cái này là sạc pin đâu nhờ? Ủa, cái này là giờ là hay pin cúc áo rồi. Cái này nó hay pin cúc áo. Đấy, cái máy này mở cực kỳ nhanh luôn á. Tuấn chưa gắn hãy nhớ, chút Tuấn gắn hãy nhớ. Thí dụ mình muốn bấm quay, mình bấm vô. Nó đang ở chế độ quay nè. Giờ mình bấm chụp nè. Nó chuyển mod về luôn thấy không? Đó, nó tự chuyển mod luôn. Đó, nó tự chuyển mod hết. À, cái remote này Tuấn thích lắm nè. Để nó đây đi. Cái remote này á, cái remote này mà nếu mà mình á, nó có cọng dây. Ủa, cái này là cái gì đây? À, cái này là cái dây. Dây để làm gì? Dây để làm gì trời? Có hai cọng dây. Giống như dạng cài xuống đó. Dây này để Tuấn nghiên cứu. Có thể là dây đeo tay.
Đây, để cho mình dậy nè. Mọi người cài vô. Đó. Cài vô để đeo tai á. Đó, còn cái cài vô để đeo tai. Các hai cọng dây này tướng nghĩ chắc chắn là nó liên quan cái remote. Ôi, nó có cọng dây để dán nữa nè. Đó, dán lại. Dây để dán ha. Còn cọng dây này là tôi nghĩ là để đeo tay á. Cái này là cái khóa nè. Cái này cũng dễ thôi. Đâu có gì đâu. Cái này mình đeo vô thì mình cài lên giày xong, đúng không? Cài lên giày xong bắt đầu mình cho nó chui vô nè. Nè, giờ tôi làm luôn cho mọi người xem luôn nè. Chui vô. Chui vô không? Mình đeo tay vô, mình thấy hợp lý rồi đúng không? Mình cài lại à, giống như dây nịt á. Đó. Đấy, cài lại là nó dính. Rồi mình đeo tay mình vô. Đây. Giống dạng vậy á. Siết chặt hơn chút. Đó, mình đeo vậy mình khỏi có gớt, thấy không? Nói giống cái đồng hồ ha. Nó làm cái đồng hồ. Thật sự thằng này nó bán có 2 triệu mấy à, nhưng mà cái đống phụ kiện này tôi thấy rất là thích. Ở chỗ là nó đa dạng cho người dùng. Ôi trời, ông này không biết đeo rồi. Đó. À, mình quay lên cũng được. Đó. Vậy thấy nó hợp lý hơn chưa? Đó, mình bấm. Bấm ở dưới nó chuyển mode đó. Nó chuyển mode ở dưới này thấy chưa? Đó. Bấm nó chạy đèn, bấm chạy đèn chụp, quay, nó rõ ràng nè. Chụp, quay, rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng á, chụp quay á. Thích cái nào làm cái đó. Rồi. Tiếp tục. Đeo thích quá để đeo luôn. Rồi. Cái điều quan trọng là cái này. Cái này thật sự Tuấn cũng chưa biết cách xài, nhưng mà Tuấn vẫn thích nó bởi vì nó sẽ cho ra nhiều cái góc màu khác nhau. Cái này là gọi là cái len. Cái len nó cho mình để coi 6 cái len. Ồ, 6 cái len luôn. Để Tuấn mở cho mọi người xem. 6 cái len, nó gọi là Excellent Auxiliary Len. Đó. Thấy chưa? Đó, ví dụ như cái len này đi. Oh, cái len này á, thì qua cái len này nó sẽ ra màu tím nè. Đó. Qua cái len này nó sẽ ra màu tím nè, mọi người thấy chưa? Đó, khi mà mình quay qua cái len này sẽ qua màu tím. Đây, tôi quay cho mọi người xem. Cái này thao tác cũng dễ lắm. Cái này là UV, chống tia UV. Cái này nó ghi là purple. Đây. Màu tím này nó ghi là purple này. Purple. Wow, thì cái màu của mình nó sẽ ra tím. Ủa? Ủa sao tôi không thấy nó ra tím nhờ? À, khi đưa lên ánh sáng á thì nó xanh, nó trắng lại. Nhưng mà đưa xuống buổi tối nè. Ồ, thì nó ra giống như tím nè, tại vì Tuấn đang cúp cái máy xuống nè. Ồ, lạ nhờ. Lạ. Tiếp nha. Mình gắn ống khác nha, cái này là cái purple. Ôi, cho mình được. Mình gắn ống khác nha. Thích. Thích quá trời. Cái này là cái gì? ND4. ND4. Gắn thử ND4 nha. ND4 là con bé tối nha. Qua các bạn tối nha. Nó cũng vậy, tính xuống xem nó cũng vậy. Ồ, cái này là phải nghiên cứu nha. Nè, mọi người nhìn nè. Qua cái kính ND4 nè. Tôi thấy nó cũng vậy. Một cái hộp rất là chỉnh chu. Đây là cái hệ nhớ. Cái hệ nhớ mà Tuấn mua để gắn vô trong cái Action Cam này. Mình thấy nè, ở đây nó ghi nè, 4K ha. 4K nè. 128GB nè. Tốc độ truyền và up dữ liệu của nó nè. Cái này là hàng chính hãng luôn nha, SanDisk Extreme Pro 128GB U3A2 V30 SDSC1. Ok.
cực kỳ nhanh. Ôi, nó hiện lên luôn nè. Nếu mà mình quay nè, như Tuấn quay là 108 30 frame nè, thì nó quay là được tổng cộng 12 tiếng 03 phút 24 giây. À. Nếu mà chụp hình là được tới 999.000, vậy là cái con số chụp hình nó nhiều hơn đó. Chụp hình ở cái độ cao nhất á. Đây. Bây giờ Tuấn chỉnh cái độ phân giải của Tuấn hay quay là 1080, nó nhạy quá. Thì chỉ được 7 tiếng thôi. 1080 60 frame thì chỉ được 7 tiếng. À, mình quay luôn đây. Mọi người nhìn vô trong cái màn hình này, cái góc quay của nó rất là to. Nếu mà cùng chiếu xuống vậy, cái góc quay nó rất là rộng, nó rộng hơn rất là nhiều. Đó. Còn quay chính xác như thế nào thì Tuấn sẽ quay ngoài cho mọi người xem nha. Mọi người xem video thấy hay và thú vị cho Tuấn xin một like nha và một đăng ký kênh nha. Tuấn có cái nào mới Tuấn sẽ quay cho mình xem nha. À, xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Lấy tiếng thực tế luôn, thử độ ồn coi coi mega nó có ồn không, nhưng mà nghĩ chắc nó sẽ ồn đấy, cũng phải lấy lại cái cũng phải lấy lại âm thanh bằng cách thu âm vô thôi. À, quay cho mọi người xem. Trời may dữ lắm nha. Trời may không có mưa nhưng mà có điều mà tối giờ mưa. Do hoàn lưu bão số 2 đó, tối giờ mưa. Nên nay giờ cũng mưa dữ lắm. Hết mưa rồi. Đó. Đang trên đường đi làm, mình quay thử cái test cái camera cho mọi người luôn để đăng lên cái clip luôn chung cho mọi người coi dễ định hơn. Không, mà mình nghĩ là cái trời này thì cái camera quay ra chắc nó không đẹp đâu. Mình nghĩ nó không đẹp đâu. Cái này đang quay là 1080 60 frame và tần số ánh sáng là 60Hz luôn. Và một cái nữa là cái gì? Có bật chống rung. Nó có bật chống rung nha. 1080 độ phân giải là 1080 60 frame. Tần số ánh sáng là 60Hz, có bật chống rung. Thank you.
lắm, không được đẹp đâu, giống như giờ thấy chiều vậy đó. Thì mình quay về để xem cái chất lượng như thế nào. Nếu mà quay vậy mà đẹp á, mà âm thanh tốt nữa thì quay buổi sáng mà âm thanh tốt, không có mây mưa rồi các kiểu chắc sẽ đẹp hơn nhiều lắm ha. Mình thử đi ha. Rồi để tôi thử trước cho mọi người luôn nè. Get it. Get it all. Live the high vibe. Sunset, mid, I don't wanna die. Live high.